Na Hung, đoạn 1, lời mở đầu. Lời tiên tri về Ninive. Sách ghi lại khải tượng của Na Hung, người Ên-cốc, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa là Đức Chúa Trời ghen tương và báo trả. Chúa nổi giận và báo trả. Chúa báo trả những kẻ chống nghịch Ngài. Ngài dành cơn thịnh nộ cho những kẻ thù ghét Ngài. Chúa chậm giận, nhưng quyền năng Ngài rất lớn lao. Chúa sẽ không bỏ qua tội lỗi của kẻ ác bao giờ. Đường lối Ngài thể hiện qua cuồng phong bão tố. Các án mây đen là bụi dưới chân Ngài. Ngài quở trách biển, nó trở thành khô cạn. Các dòng sông không còn nước khô khan. Ba Sang và Cạc-mên khô cằn. Hoa lá ở Liban nhạt phai. Trước mặt Ngài các núi lắc lư, các đồi tan chảy. Trước thánh nhan Ngài trái đất lung lay. Phải, trái đất và mọi vật trên đất rung lên cầm cập. Ai có thể đứng nổi trước cơn thịnh nộ của Ngài? Ai đủ sức chịu nổi cơn nóng giận của Ngài? Cơn nóng giận của Ngài đổ xuống như lửa. Trước cơn thịnh nộ của Ngài, đá khối cũng phải vỡ nát tan tành. Chúa rất tốt, Ngài là thành trì bảo vệ trong ngày khốn khó. Ngài che chở những ai nương náu nơi Ngài. Ngài quét sạch bọn chống nghịch Ngài như nước lũ cuồn cuộn đùa chúng đi khỏi chỗ của chúng. Ngài truy đuổi quân thù của Ngài lui vào bóng tối. Sao các ngươi dám lập mưu chống lại Chúa? Ngài sẽ làm các ngươi bị tuyệt diệt. Không kẻ thù nào của Ngài cần bị đánh lại lần thứ hai. Chúng bị rối loạn như một lùm gai chằng chịt. Chúng lờ đờ như một lũ say rượu. Chúng bị thiêu rụi như rơm khô gặp lửa. Từ giữa ngươi, có một kẻ đi ra lập mưu chống lại Chúa. Nó là kẻ bày mưu hiểm độc. Tin mừng cho Giu-đa. Chúa phán thế này: dù chúng hùng cường và đông đúc, chúng sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Dù ta đã phạt ngươi phải đau đớn, ta sẽ không làm ngươi đau đớn nữa. Bây giờ ta sẽ bẻ gãy gông cùm khỏi cổ ngươi. Ta sẽ bứt đứt xiềng xích trói buộc ngươi. Chúa đã truyền lệnh về ngươi thế này: ngươi sẽ không còn con cháu nối dõi để mang danh ngươi nữa. Ta sẽ tận diệt dòng dõi ngươi. Ngay tại đền thờ, ngươi thờ lạy các thần tượng, tức các thần tượng ngươi đã chạm hình và đúc tượng để thờ. Ta sẽ biến phần mộ của ngươi ra nơi bẩn thỉu, vì ngươi là kẻ bị gớm ghiếc. Hãy xem, này bàn chân của người mang tin mừng, người rao báo tin hòa bình thịnh vượng trên các núi đồi. Hỡi Giu-đa, hãy vui mừng cử hành các thánh lễ của ngươi. Hãy làm trọn những gì ngươi đã hứa nguyện, vì quân gian ác sẽ không bao giờ xâm lăng ngươi nữa. Chúng đã hoàn toàn bị tận diệt. Na Hung, đoạn 2. Tiêu diệt thành gian ác. Một kẻ tàn sát đang tiến đến tấn công ngươi. Hãy phòng thủ chiến lũy của ngươi. Hãy canh gác các con đường của ngươi. Hãy nai nịt lưng ngươi sẵn sàng. Hãy chuẩn bị mọi lực lượng của ngươi để đối phó. Vì Chúa sẽ tái lập thời hoàng kim của Gia-cốp và thời hoàng kim của Israel. Mặc dù quân thù đã đến tàn phá xứ sở của họ và phá hoại các cây cối, khiên các dũng sĩ của nó màu đỏ, quân phục các chiến sĩ của nó màu tía, sườn kim loại các xe chiến mã của nó bóng láng. Trong ngày chúng xếp hàng ra trận, rừng gươm giáo của chúng đưa lên lắc lư vênh váo. Các xe chiến mã của chúng chạy như điên trong các đường phố. Chúng chạy tới chạy lui giữa các quảng trường, dáng của chúng tựa như những ngọn đuốc. Chúng phóng nhanh như chớp, nó gọi các tướng tá của nó lại. Chúng lảo đảo bước đến, chúng vội vàng chạy đến tường thành để chuẩn bị cuộc phòng thủ. Các cổng ngăn nước sông đều bị mở toang, cung điện bị sụp đổ tan tành. Lệnh đã ban ra rằng dân thành ấy phải bị lưu đày, phụ nữ trong thành sẽ bị bắt đem đi đày biệt xứ. Họ vừa đi vừa rên rỉ như bồ câu gù.
Họ đấm ngực đau thương. Ninive giống như hồ nước mà nước đã thoát ra hết. Hãy dừng lại, hãy dừng lại, nhưng chẳng ai quay lại. Hãy xông vào cướp bạc, hãy xông vào lấy vàng. Của cải nó nhiều vô kể, bửu vật của nó nhiều vô ngần. Thành bị tàn phá, tan hoang và hủy diệt. Lòng người tan chảy, các đầu gối rụng rời, mọi lưng rung lật bật, mặt mày ai nấy đều tái mét. Hang các sư tử ở đâu? Nơi các sư tử con ăn thịt con mồi đâu rồi? Đâu rồi nơi sư tử đực, sư tử cái và các sư tử con đến mà không sợ hãi gì? Sư tử đực xé thịt con mồi cho các sư tử con. Nó vật chết con mồi cho các sư tử cái. Nó tha về hang đầy thịt các con mồi. Nó chứa trong hang đầy thịt mồi bị vồ xé. Này, ta chống lại ngươi, Chúa các đạo quân phán. Ta sẽ thiêu các xe chiến mã của ngươi ra khói. Gươm đao sẽ tàn sát các sư tử con của ngươi. Ta sẽ chấm dứt việc ngươi đem mồi khắp xứ về hang. Tiếng các sứ giả của ngươi sẽ không còn được ai nghe đến nữa. Nahum đoạn 3. Sự tận diệt đã cận kề. Này hỡi thành gây đổ máu, nơi có toàn dối gian lừa đảo, nơi của cướp bóc chất đầy, nơi không hề thiếu các nạn nhân. Tiếng roi vung vút, tiếng bánh xe chiến mã rầm rầm, tiếng vó ngựa phi dồn dập, tiếng xe chiến mã rền vang. Các kỵ binh xông tới, vung gươm lên và phóng giáo ra. Số người bị giết nhiều vô kể, xác người nằm la liệt, xác chết không sao đếm hết. Người ta sức ngã vì vấp các xác chết, vì vô số tội dâm ô của con điếm đầy sức quyến rũ. Nữ hoàng của tà thuật, kẻ đã làm cho nhiều quốc gia bị lệ thuộc vào thói dâm ô của nó, và các dân đã bị tà thuật của nó mê hoặc. Này, ta chống lại ngươi, Chúa các đạo quân phán. Ta sẽ lập váy ngươi lên phủ mặt, để cho các dân trông thấy sự lõa lồ của ngươi, và các vương quốc nhìn thấy sự xấu hổ của ngươi. Ta sẽ cho ngươi nếm biết thế nào là sỉ nhục, khiến ngươi biết bị khinh bỉ là thế nào, làm ngươi thành cớ để người ta dè biểu. Bây giờ tất cả những ai trông thấy ngươi sẽ lánh xa và nói, Ninive là nơi hoang phế, có ai sẽ than khóc cho nó chăng? Ta sẽ tìm đâu ra người an ủi ngươi? Ngươi há tốt hơn Noamon bên bờ sông Ninh, một thành có nước bao bọc chung quanh, chiến lũy của nó là biển, tường thành của nó là nước chanh, Ethiopia và Ai Cập là sức mạnh của nó, thật là một sức mạnh vô biên. Bút và Libya là những kẻ hỗ trợ nó, thế mà nó vẫn bị lưu đày. Nó đã bị bắt làm tù binh, phải bị đày biệt xứ. Ngay các con thơ của nó cũng bị đập chết nơi các đầu đường. Các nhà quý tộc của nó đã phải bắt thăm để bị phạt. Tất cả những người quyền quý của nó đều phải mang lấy gông cùm. Cũng thế, ngươi sẽ bị say khướt, ngươi sẽ trốn chui trốn nhủi, ngươi sẽ tìm một nơi trốn tránh sự lùng kiếm của quân thù. Tất cả các đồn lũy của ngươi sẽ giống như những cây vả đầy những trái chín đầu mùa. Nếu chúng bị rung, trái của chúng sẽ rơi vào miệng người ăn. Này, quân đội của ngươi, chúng như một đám phụ nữ ở giữa ngươi. Cổng các quan ải của ngươi mở toang cho quân thù của ngươi tiến vào. Lửa thiêu đốt các thanh cài, cổng thành của ngươi. Hãy tích trữ nước để chuẩn bị cho ngày bị vây hãm. Hãy củng cố các chiến lũy của ngươi. Hãy nhào đất sét, trộn hồ và đúc gạch để xây các công sự phòng thủ. Tại đó lửa sẽ thiêu rụi ngươi. Gươm đao sẽ giết chết ngươi. Nó sẽ ăn nuốt ngươi như đàn cào cào cắn phá. Cho dù ngươi có gia tăng đông đúc như cào cào, hay gia tăng rất đông như châu chấu, ngươi đã làm cho số thiên gia của ngươi đông hơn sao trên trời. Nhưng như đàn cào cào, chúng ăn rụi các hoa màu rồi bay đi mất. Các tướng
tá của ngươi tựa như đàn châu chấu, các sĩ quan của ngươi như đám cào cào. Chúng đậu sát bên nhau trên các hàng rào để sống còn trong ngày đông buốt giá. Khi mặt trời mọc lên, chúng cất cánh bay đi, và không ai biết chúng đã bay về phương nào. Hỡi vua Assyri, những kẻ chăn dắt dân ngươi đang ngủ say, những kẻ quyền thế trong dân ngươi đang ngủ gà ngủ gật. Dân ngươi đang bị tan lạc trên các núi đồi, nhưng chẳng có người nào nhóm hiệp chúng lại, chẳng có gì có thể làm dịu bớt nỗi đau đớn của ngươi. Vết thương của ngươi là vết thương chí tử. Tất cả những ai nghe tin ngươi sụp đổ đều vỗ tay hớn hở vui mừng, vì có ai đã không bị ngươi làm cho đau khổ triền miên chăng?